Ơi, vào vào mở key luôn cho anh em xem nhá. 200 key. Ok, giữ đúng lời hứa nhá. Hiệp có xem mở key không? À, anh bật đi, em bật đi có thôi. Lên quá thì em té thôi chứ còn. Người không quan trọng chứ. Vì chẳng ra cái gì đấy em. Dạo này anh thấy mọi người mở ra nhiều đồ lắm. Không phải lo đâu. Bắt đầu nhá. 200 key nha các bạn nhá. Mở ra vàng đã rồi mình mới tính là nó sẽ thế nào chứ các bạn. Mở mẹ mày ra toàn xanh thì hòm nó chẳng như nhau. Tôi làm cho hòm 5 key 4 đi. Mở như FIFA mà mở toàn trăm hòm luôn. Đấy mở luôn một à không không mở được như FIFA phải mở từng hòm một. Đấy thế nó mới mệt được không? Hòm 2 key 9 thế. Về ca sĩ đi anh ạ. Ui hồng này. Mày được bao nhiêu? Ôi mini mình que luôn này. Ây da. Vạn sự khởi đầu nan này. Trông có vẻ ổn, có vẻ ổn. Có vẻ ổn, có vẻ ổn. Rất cần những lời donate động viên hoặc là những tình huống like đến từ các anh em viewer trên kênh. Ôi vạn sự khởi đầu nan rồi. Hai kỳ chín. Ui mở 4A4 kìa. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ui, trời ơi lại khẩu tech này này ạ. Có cái nhạc gì bật bây giờ là không bị bản quyền đúng không nhỉ? Nào nhẹ nhàng. Ui giời ơi làm tính nhạc của số rồi. Cảm ơn dấu tên 791 nhá. Các bạn bây giờ dính nhạc bản quyền mai cái thằng edit nó khổ các bạn hiểu không? Ok. Ý, thôi được. P90. Ôi. Ui ra một quả tím thôi. Ui một khẩu R8. Ơi. Ba kỳ. Chúng ta còn ba kỳ ba hòm này nữa. Sẽ đổi sang một hòm khác. Trời ơi cho con một khẩu AK headshot start check factory new đi. Nào. Ôi vẫn trượt ạ. Rồi. Ui, nhéo được rồi. Hai key chuẩn bị đổi sang loại hòm khác nha các bạn nhé. Ui hồng kìa. Được mỗi khẩu hồng. Ra quả găng tay thì thôi. Khỏi bàn luôn. Oh my god. Chúng ta đã cút với 20 key đầu tiên. Hòm này lởm thật sao. Rẻ. Nếu ai mở. Ui thêm một đồ hồng. Sở tắt trách luôn. Ai chà. Ai à. À view test thôi chứ đéo phải factory new. Cũng được. À. Kỳ cuối cùng của hòm này. Và chúng ta có cầu cũng một xanh. À, tập trung mở là các bạn ơi. Rít cục lấy cục vàng vàng thôi mà. Gì hả? Rít cục mở cái cục vàng vàng thôi mà. Là sao? Ý là hòm giữa hòm chìm thì có một rít lấy cục vàng vàng thôi mà. Xin key 3 hòm 2. Đây key 3 hòm 2. Hòm nào chả có cục vàng vàng nhưng vấn đề là khi mà mày đã thấy cái cục này ấy, là có nghĩa là mày sẽ được. Hình dung không? Chỉ là sẽ đéo bao giờ thấy thôi, còn đã thấy mà khi mà mày đã nhìn thấy nó là chắc chắn là nó sẽ vào. Nhưng nó không có chuyện đi qua như kiểu là cái đồ đỏ. Đi vào hòm 2 này. Ui, đi qua USB kìa. Sau đó
thì nó sẽ cho tôi một khẩu negep rất là to. Cứ bình tĩnh, mới mở được tí thôi anh em đã bi quan rồi. Đấy, thấy chưa? Mẹ khẩu đấy Master Scale là cái chắc rồi, trông bẩn thế nhở? Cụ nó chứ. Ôi giời ơi, kì ai hòm chỉ tiếp. Ui, USP. Ui, đỏ, em phải đỏ. Có khởi, có, ui. Mẹ, nó chết lại Master Scale tiếp ạ. Ui, sai của Master Scale luôn. Cụ, cay thật. Kì ai hòm chỉ tiếp. Xanh hồng có thì bây giờ là đến vàng. Đến vàng rồi em ơi. Trời ơi. Ui đi qua hai cầu pe 50 hồng ạ. Cày nha. Thế là đã xong 60 cây kỳ. Tổng hợp chúng ta đang được một đồ đỏ, 3 đồ hồng cho 60 kỳ. À, tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái hòm khác nha. Sắp tới rồi, tôi có một cái linh cảm nào đấy. Sắp tới rồi. Được. Chúng ta đã mở 80 kỳ rồi em ạ. 80 kỳ rồi mà chưa có một con dao nào cả. Nào, 20 kỳ nữa là chúng ta sẽ có đủ 100 kỳ. Đó là tiếp tục là không có nhạc thì kêu không có nhạc, có nhạc anh em phải kêu buồn ngủ. Tôi sắp ngủ đến nơi rồi này, mở toàn xanh thì mẹ phải chả buồn ngủ. Trời ơi, 100 kỳ. Có ca chúc đẹp ấy nhở. Quách to đi nêu à? À, medium wear. À. Ôi, cảm ơn tên. Thêm một cửa AK nữa. Ừ. Ôi, xanh thế. Đang chờ đợi chúng ta là ở 100 kỳ tiếp theo các bạn. Đừng bỏ cuộc. Đây rồi. Đừng bỏ cuộc. Ôi, con mẹ làm AK đấy thế nhờ. Nếu anh em xem những video và thấy hấp dẫn và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Hãy nhớ luôn luôn bật chuông để nhận được những video mới nhất đến từ kênh Bomen nhé. Mẹ à, mày đã thế bố mày làm tí nhạc ấy đi nhờ. Được. Tôi quyết định đổi một loại nhạc khác. Đổi vận. Từ. Mẹ à, mày. Chơi cái này phải dùng cái nhạc này. Rồi. Đúng loại nhạc rồi. Ôi giời ơi. Đúng nhạc chưa các bạn trẻ. Donate á, anh em nào muốn donate thì anh em quét Win Scan ở dưới góc màn hình này. Còn tài khoản thế nào quét Win Scan này là được các bạn ơi. Hoặc là các bạn có thể nhìn được thông tin ở phía dưới, tôi có player duo số 95 đấy, các bạn có thể donate thoải mái nhá. Sắp có dao rồi các bạn ơi. Cảm sắp rồi. Sao nó ở đâu đó, quanh đây, gần đây, rất gần. I'm
Khanh nhá. Kết thúc 200 kỳ trong cũng hy vọng. Rồi, quay về với cái mang lợn skin club các bạn. Có đủ không? Rồi, kết thúc. Gần 200 kỳ. Vọng tối nay chín. Có nhiều hơn một lý do khiến tôi phải ngồi trong xe để tới đây. Nhạc khói bay, bản thân đời hiểu tôi phải một sự vị đậm chất. Đôi lúc từ số đậm lại không? Khiến mình chẳng thể nói ngay. Ngắm nghĩa xung quanh một vòng sau lần chợp mắt bị dập tắt. Không cách quá xa ánh đèn nơi tôi cho rằng phù hợp nhất. Nên gì đây? Quên hết màn đêm thì còn trái tim nào chưa muốn mở. Đỏ, chắc chắn là đỏ rồi. Lại xin còn đang uống giờ. Ôi! Ôi, được. Sao lại có duyên với cậu này thế? Một người xinh như em sao lại ở đây giờ này nhỉ? Vẫn không về điều bình thường cho dù tôi biết rằng mai là ngày nghỉ. Mini skirt và ở bên dưới UNP, ui của UNP lại được 900 rồi. Ngon phết nhở. Ngày đằng sau, đúng rồi. Tôi thích em trông mạnh mẽ thế này hơn. Khi con người ta thường bị tổn thương bởi vài thứ giản đơn. Và khi em không còn cảnh giác, thái độ bất cần cũng đã mất dần. Là trong một khoảnh khắc, khoảng cách của tôi và em đã rất gần. Em thất thần. UNP 585.000 nha các bạn nha. Tất cả là em không đủ tỉnh táo để biết được giờ là nửa đêm. Soạn sửa thêm em thả xuống cái túi sách hồi nãy vắt ngược lên vai. Lỡ say đến thế miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc được tên ai. Đôi mắt màu AK được mỗi khẩu được 100.000 sâu đậm. Lỡ đánh rơi AK được 160.000. Nào đầu ngậm sân khấu đang hát từng câu. Rueta 94.000. Cuối cùng thì đã đến lúc lại bên em và ngỏ lời. Ok. Chào em. Thế nào hết rồi đấy các bạn. Còn lưu luyến anh thế không? Hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia phải hết bản nhé.